Hello, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh cửa của hàng Nông Cơ Huy Hoàng các bác nhé. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bu So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cả chúng em thì có sử dụng Zalo luôn các bác nhé. Với nhu cầu của các bác khi đặt hàng của cửa hàng chúng em, các anh mạnh dạn kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Để khi các bác đặt hàng, nếu mà các bác chưa biết cách sử dụng hoạt động của cây máy mình đặt thì các bác gọi video trực tiếp trên Zalo thì cả chúng em sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật và sẽ hướng dẫn sử dụng cho các bác nhé. Vâng, và hôm nay là ngày 25 tháng 4, cửa hàng chúng em lại xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích, tổng cộng gồm có 12 cây. Và hôm nay lô này thì cửa hàng chúng em thì có lên được một chiếc cưa hàng máy mới các bác nhá. Cho nhu cầu của các bác nào mà nhu cầu sử dụng ít đó, mà các bác cần tìm một chiếc máy cưa cỡ lớn mà giá thành lại phải chăng, thì cửa hàng chúng em có một chiếc Yamano này các bác nhá, bán rất chạy trên thị trường tại cửa hàng luôn. Vâng, và bây giờ thì sẽ có một video nho nhỏ đó, test nổ của cây máy mới này để cho các bác coi là cửa hàng chúng em không nói điêu, không nói ngoa, là một chiếc máy cưa hàng chất lượng các bác nhá. Các bác sẽ xem video ạ. Dạ vâng, và chiếc máy này thì hiện tại thì cửa hàng chúng em đang bán rất chạy tại cửa hàng đó, với tình trạng công suất máy lớn mà giá thành lại rất phải chăng, tích hợp trụ giật trợ lực cho các bác nhu cầu về sử dụng chỉ 1.800.000, ký tự là con H1 các bác nhá. Đó, đây là nhu cầu, tặng kèm cho các bác là một bịch đồ nghề này. Đây là thương hiệu hàng máy mới, làm dài mặt cắt là được 50 phân các bác nhá, làm mới xích mới luôn, hàng cực kỳ chuẩn chất lượng. Bít tông của con này là 45 ly, hệ cưa 5200 các bác nhé, công suất của nó là 52cc ạ. Đó. Vâng, và lô quay trở lại thì lô cưa ngày hôm nay thì cửa hàng chúng em lên dọn cho các bác tổng cộng gồm có 11 con. Con hàng bên trên này là những phần khúc nhỏ nhỏ xinh xinh để về cho các bác sử dụng gia đình các bác nhá. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15 đến 20 phân đổ lại. Đó, còn hàng bên dưới là những sản phẩm cao cấp hơn. Đó, công suất lớn hơn một tí xíu, hệ nòng đứng mà giá thì phải trên dưới 3 triệu, khoảng tầm 2 triệu mấy đấy ạ, đến khoảng tầm 3 triệu. Có cây như con Estin này là chuyên về khai thác, giá 5 triệu mốt các bác nhá. Đầu tiên trong lô ngày hôm nay là một con máy cưa Estin 024AV H2, cửa hàng chúng em đang bán với giá là 5.100.000 các bác nhá. Và con H3 là một con máy cưa Shindaiwa 360. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.850.000, tích hợp cho các bác là làm Latin luôn các bác nhá, chuyên về để sử dụng khai thác tầm trung. Một con máy cưa Echo Kyorit V3200, công suất của nó là 34cc, con này giá 2.900.000. Con này thì đời cao, có núm bơm xăng phụ các bác nhá, có núm bơm xăng phụ ở đây ạ, hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10, 34cc, về cho các bác sử dụng khai thác gia đình. Một con máy cưa Komatsu Genowatt G3200, con này thì công giá nó là 2.600.000, có tích hợp trụ giật trợ lực này, nhún, bộ nhún là bộ nhún lò xo các bác nhá, có núm bơm xăng, e gió tự nhảy. Con này thì bô là bô giảm âm, con này thì bán thì cực kỳ chạy tại cửa hàng chúng em và xài cực kỳ sướng luôn các bác nhá. Nhỏ nhỏ xinh xinh về sử dụng gia đình, cắt gỗ đường kính tầm 25cm được lại. Vâng, và tiếp tục là một con máy cưa V3200. Con này thì công suất của nó là 34cc, có tích hợp xả áp nha các bác nhá, có tích hợp xả áp, không có núm bơm xăng phụ. Đó, con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.800.000, máy móc cũng cực kỳ xuất sắc và cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó, con H7 là một con máy cưa Echo Kyorit 3300.
Máy móc cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Thương hiệu bán cực chạy tại cửa hàng chúng em. Thường thường lên con nào thì cửa hàng chúng em sẽ bán được con đấy luôn à. Đó, con này giá 2.050.000. Một con máy cưa Marunyama MC30A. Đó, máy móc cũng cực kỳ VIP và xuất sắc luôn. Lô này thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. H8 giá 2.000.000. Một con máy cưa H9 Tanaka 33cc giá 1.950.000. Đó, một con máy cưa thương hiệu Hitachi H10 giá 1.900.000. Một con máy cưa Tanaka tay dài có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác, 2.150.000 các bác nhá. Công suất 33cc. Và hôm nay lên sóng cho các bác là có một con tay cụt nhỏ nhỏ xinh xinh tiếp để cho các bác về sử dụng gia đình. Đó, các bác nào mà hay leo trèo trên cao mà cần sử dụng một chiếc máy cưa. Vâng, và rồi thì cửa hàng chúng em thì đã giới thiệu sơ sơ qua là trong lô ngày máy ngày hôm nay là tổng cộng gồm có những hệ máy như thế nào rồi. Thì các bác nào mà đã ưng ý mà vừa mắt mình xem mà đã cảm thấy mà thích con nào rồi ạ, thì sau đây thì cửa hàng chúng em sẽ có video test nổ từng con một để cho các bác tiện tham khảo qua. Cảm thấy ưng ý con nào nhất rồi thì các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em qua đường dây là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng các bác nhé. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã để ở dưới phần màn hình rồi. Thì các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em, báo cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đặt trên từng con máy rồi đấy ạ. Đó. Và giá đó là đã free ship, miễn phí vận chuyển đấy ạ. Và tặng kèm cho các bác là một tip mở buji này, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhé. Dạ vâng, đầu tiên là một chiếc máy cưa H1. Ở con này thì đầu video thì cửa hàng chúng em thì đã có một cái video giới thiệu cắt gỗ rồi. Đó, thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu sơ sơ qua rồi qua con H2 thôi các bác nhé. Đó, con này thì tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác này. Lam dài mặt cắt là được 50 phân, lam mới xích mới các bác nhé. Hệ này là hệ cưa máy mới. Đó, hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13. Nòng của nó là 45 ly các bác nhé. Trái bít tông của nó là 45 ly. Công suất của con này là 52cc. Chuyên về sử dụng khai thác cho các bác rồi đấy ạ. Mà giá cả rất phải chăng, 1.800.000. Cửa hàng chúng em free ship, miễn phí vận chuyển. Theo máy có một bịch đồ nghề các bác nhá. Đó, bịch đồ nghề rồi, cửa hàng chúng em thì sẽ qua nhanh. Các bác nào mà ưng ý mà thích hệ máy mới này thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng. Báo cho em là con H1 là được. Cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng và gửi đi cho các bác nhá. Rồi, qua con H2 là một chiếc máy cưa Estin 024AV, thương hiệu của dòng Đức các bác nhá. Estin, ông vua bà chúa top đầu về ngành máy cưa, máy cắt cỏ luôn rồi. Không còn xa lạ gì vì thương hiệu này nữa rồi, nên là thật sự nó rất là mắc tiền. Con này thì công suất của nó là 42cc thôi. Nhưng mà công suất này thì về khai thác keo chàm đồ linh tinh thì cũng quá là ok rồi các bác nhá. Làm con này mặt cắt là được 45 phân. Xích sử dụng nó là xích xài 325. Sợi xích thì khá là còn dày dặn các bác. Sợi xích thì khá là to bản và dày dặn các bác nhá. Đó, xích là chuẩn Estin luôn đấy ạ. Chuẩn nguyên zin. Làm xích nguyên zin. Máy cam kết là chuẩn zin đét 100%. Con này giá cửa hàng chúng em đang bán với giá là 5.100.000. Free ship cho các bác. Miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác luôn ạ. Hệ thống là ốp lam là vặn bằng hai ốc lam đặc trưng rồi. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19. Đó. Và ốp lam của con này là ốp lam là kim loại các bác nhá, cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Hệ thống lốc của lốc là con này là sử dụng là lốc hợp kim nhôm. Đó. Về cho các bác sử dụng cả ngày vô tư luôn, không có tình trạng bị nóng máy khó nổ đâu ạ. Đó. Thắng xích thì sử dụng còn đầy đủ nguyên từ A đến Á luôn các bác nhá. Vâng, và tiếp tục là qua con H3. Một chiếc máy cưa Shindaiwa 360, công suất 36cc, nòng của con này là nòng 40 ly, hệ cưa nòng đứng các bác nhá. Và con này là chuyên về cho các bác khai thác tầm trung
theo máy là một cây lam Latin, dài mặt cắt của cây lam này là được 40 phân các bác nha. Dạ 42 phân. Đấy là đúng là cm luôn, 42 phân các bác nhá. Xích con này sử dụng xích là sử dụng xích mini. Và hệ thống lốc của con này là lốc nhôm các bác nhá. Lốc hộp kim nhôm. Nòng 40mm khá là to, cũng vừa đủ để cho các bác về sử dụng khai thác tầm trung. Thương hiệu Shindaiwa thì cực kỳ bền bỉ, vòng tua thì cực kỳ lớn rồi các bác nhá. Đó. 2.850.000 cho con máy cơn Shindaiwa 360. Và nếu mà nhu cầu mà các bác mà không cần tìm một chiếc máy lớn mà máy nho nhỏ hơn một tí xíu, một con máy cưa Echo Kyurit thương hiệu của hàng Nhật nội địa các bác nhá, V3200, công suất của con này thì 34cc, nhỏ hơn con H2 và con H3 đó. Và hệ con này là hệ đề cao, có núm bơm xăng phụ để cho các bác dễ dàng lên xăng và giật dễ dàng nổ hơn các bác nhá. Hai ốc la chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Xích con này sử dụng xích là xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Và lam con này mặt cắt là được 35 phân, 35 phân mặt cắt các bác nhá. Hình thức con này thì khá là đẹp. Máy móc thì không chê điểm gì nữa rồi. Hiện tại thì con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.900.000, free ship, miễn phí vận chuyển cho các bác, cho các bác nhu cầu con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại các bác nhé. Vâng, và nếu các bác lại muốn nhỏ nhỏ hơn một tí xíu nữa mà một chiếc máy cưa hệ nòng đứng chất lượng, một con máy cưa Komatsu Zenowatt G32 G3201 các bác nhé. Con này là hệ có tích hợp chụp giật trợ lực này, có tích hợp chụp giật trợ lực và có núm bơm xăng phụ cho các bác dễ dàng lên xăng, dễ dàng giật nhạy nổ, có e gió tự động luôn nhá. Và hệ thống nhún treo của nó là nhún treo lò xo, cực kỳ êm tay luôn khi các bác sử dụng cây máy. Con này thì tích hợp một ốc lao trực tiếp bằng khóa 13. Thương hiệu Komatsu Zenowatt thì nó thiên về độ bền và tiết kiệm nhiên liệu. Các bác nào mà muốn máy móc bền bỉ thì các bác lựa chọn hệ Komatsu Zenowatt này cho em. Máy móc thì vòng tua của con này thì nó cũng bình thường thôi, không thuộc dạng là rét máy, nhưng mà nó bền cho các bác. Đó, đổi lại thì nó sẽ có một sự bền bỉ của cây máy. Giá con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.600.000. Con này bô được tích hợp bô giảm âm các bác nhá. Bô giảm âm để dễ dàng khi các bác hoạt động và vận hành của cây máy ấy, thì tiếng nổ của nó thì sẽ êm ái và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Phần này là phần đổ nhớt để bôi trơn lam xích nhá, bôi trơn lam xích này. Và phần nắp đen này là để xăng pha nhớt. Đó. Và lam con này mặt cắt là được 30 phân. Xích của sử dụng xích của nó là xích mini. Cực kỳ êm về cái vận bô này của nó này.
Giá con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.600.000. Cửa hàng chúng em free ship, miễn phí vận chuyển cho các bác. Và con này thì cho các bác về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 cm đổ lại các bác nhé. Vâng, và hôm nay lại lên cho các bác một con máy cưa H6 Echokurit 3200 V3002. Con này thì hệ của nó thì không có núm buông xăng phụ, nhưng mà nó có cái xả áp ở đây. Cho các bác nào mà thích nhẹ nhàng, thích giật nhẹ nhàng thì các bác lựa cho em con này, thì có xả áp ở đây thì giật máy rất là nhẹ nhàng các bác nhé. Vẫn là hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Con này xích sử dụng vẫn là xích dùng xích 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện, bán rất nhiều và chạy trên thị trường các bác nhá. Sợi xích này thì nói chung là các bác mua thì cực kỳ dễ dàng luôn, hầu như là ở đâu cũng có. Lam con này mặt cắt là được 30 phân. Giá con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.800.000. Công suất của con này là 34cc, về các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ lại các bác nhá. Ôi, và bây giờ là qua mẫu máy cưa nho nhỏ để cho các bác sử dụng gia đình đây. Đầu tiên là một con máy cưa Echokurit, lại tiếp tục thương hiệu Echo. Hầu như là lên sóng video nào thì cũng đều có thương hiệu này các bác nha. Thương hiệu quốc dân rồi. Về dòng Nhật nội địa thì thương hiệu này không còn xa lạ gì nữa rồi các bác nhá. Và con này thì mẫu này thì cực kỳ bán chạy tại cửa hàng chúng em luôn. Echo 3300, công suất của con này là 33cc. Về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Và có con này có núm mương xăng phụ đầy đủ cho các bác này. Xích con này sử dụng vẫn là xích mini đặc trưng của thương hiệu Echokurit rồi. Lam con này mặt cắt là được 35 phân mặt cắt các bác nhá. 35 phân mặt cắt. Giá con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.050.000. Tích hợp hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Tình trạng của con này thì khá mới và khá đẹp luôn. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh, công suất thì 33cc thôi. Về các bác cắt gỗ nhỏ nhỏ thì sử dụng quá là vô tư rồi. Một chiếc máy cưa Maruyama H8MC30A. Con này thì cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Giá con này là 2 triệu đồng các bác nhé. Thương hiệu Maruyama của dòng Nhật nội địa đấy à. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10. Con này sử dụng vẫn là xích mini. Phần lam con này mặt cắt dài được 35 phân mặt cắt. Thương hiệu con này thì khá là nổi tiếng rồi, và tình trạng con này thì cũng khá là đẹp. À.
Dạ vâng, H9 là một con máy cưa Tananka 33cc các bác nhá. Mã của nó là 3359. Thương hiệu của dòng Nhật nội địa tiếp. Có tích hợp cho các bác là nấu mâm xăng phụ đầy đủ cho các bác này. Tình trạng con này là khá đẹp, không có bể vỡ gì cả. Xích chung 91. Và con này thì phần lam là có tăng giảm lam xích trên thẳng cây lam luôn các bác nhá. Dễ dàng, rất là dễ dàng tăng xích, tăng đồ linh tinh. 1.950.000 cho con này. Về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Vâng, và các bác nào mà đam mê thương hiệu Hitachi, tiếp tục một con máy cưa thương hiệu Hitachi của dòng Nhật nội địa. Công suất của con này là 31cc. Về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Giá con này 1.900.000 các bác nhé. 1.900.000, ký tự là con H10. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Xích con này sử dụng xích là xích mini. Làm con này mặt cắt là dài được 35 phân mặt cắt cho các bác. Vâng, và H11 là một con máy cưa Tananka có tích hợp trụ giật trợ lực cho các bác. 2.150.000 các bác nhắc, công suất vẫn là 33cc. Đó, con này cửa hàng chúng em thì đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn rồi. Một sợi xích mới luôn rồi các bác nhá. Về cho các bác sử dụng có thể đảm bảo nhất. Tích hợp trụ giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng, có núm mâm xăng phụ đầy đủ cho các bác. 2.150.000 cửa hàng chúng em free ship, miễn phí vận chuyển cho các bác. Dạ vâng, cuối cùng trong lô ngày hôm nay là một con máy cưa Makita tay cụt. Công suất thì cực kỳ lớn, 34cc. Về cho các bác sử dụng khai thác nhỏ nhẹ. Đó, con này thì có thắng xích đầy đủ cho các bác nhá. Thương hiệu Makita tay cụt giá 2 triệu đồng. Về cho các bác sử dụng là... Nói chung là con 34cc à. Về đối với hệ máy cưa tay cụt thì nó thuộc dạng là gần như là lớn nhất trong phân khúc tay cụt rồi các bác nhá. Không còn hệ công suất lớn hơn nữa đâu ạ. Về các bác, nếu mà các bác muốn đam mê mà cần chiếc máy cưa nhỏ công suất lớn thì các bác lựa chọn con này là quá là hợp lý luôn rồi. H12 giá 2 triệu đồng. Xích sử dụng là xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Làm con này mặt cắt được 30 phân. Có núm mâm xăng đầy đủ cho các bác. Giới thiệu và test nổ hết tổng cộng lô gồm có 12 con rồi. Thì các bác nào mà ưng ý con nào thì hãy báo cho em cái mã để đặt hàng các bác nhá. Em đánh dấu trên từng con rồi đấy ạ. Và giá là cửa hàng chúng em đã công khai trên từng con một.
Và giá đó là đã bao gồm phí tất cả các phí, phí vận chuyển, phí free ship, tất cả phí thu hộ hoặc là mọi chuyện luôn. Hàng tới các bác chỉ cần thanh toán đúng số tiền mà cửa hàng chúng em báo trên từng con máy. Đó, các bác không cần mất thêm bất kỳ chi phí gì nữa cả. Và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước. Các bác nào mà có sử dụng Zalo ấy, mà các bác chưa biết cách vận hành của cây máy mà các bác đặt, thì các bác hãy kết bạn có Zalo cho cửa hàng chúng em. Khi hàng tới, các bác gọi qua video thì cửa hàng chúng em sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn và giới thiệu cũng như là hướng dẫn sử dụng cho đúng cây máy mà các bác đặt các bác nhé. Vâng, và một lần nữa thì cửa hàng chúng em xin gửi lời chào thân thương tới toàn thể các bác và hẹn các bác ở video.